Hết tháng 7 rồi, mua xe ủng hộ đi bà con ơi. Đây, hôm nay em giới thiệu ba chiếc này là toàn hàng VIP không nè. Bây giờ gần tới ngày nghỉ lễ rồi, anh chị em bà con tranh thủ lựa chọn xe nha. Toàn hàng VIP, ba chiếc Isuzu hàng nhập hết nha quý anh chị. Đầu tiên là báo giá, em báo giá ba chiếc này trước rồi em sẽ đi chi tiết ha. Cái Isuzu đầu đứng NMR này, là còn nếu mà cái dòng dòng sau này là QKR, nhưng mà hàng này thì NMR này là hàng hàng chất lượng hơn nha quý anh chị, hàng chất lượng VIP hơn. Thì chiếc này là tải trọng em nó hạ tải là 1,7 tấn đời 2014. Nói chung là xe này thì tí xíu em đi chi tiết, riêng cái chiếc này thì chắc quý anh chị không thể tưởng tượng được chiếc xe 2014 mà nó đẹp cỡ này. Rồi báo giá luôn 298 triệu cho quý anh chị lựa chọn cái em này nè. Nói chung là siêu VIP, chỉ có hai từ đó thôi chứ không dám nói gì hơn. Rồi cái xe này thì cũng 1,7 tấn luôn, nhưng mà đời 2007, thùng dài là 4m4. Hai chiếc này, một cặp này là thùng dài 4m4 hết nha. Mùa xe này là 1,7 tấn nè, đời 2007, máy 4.3, còn máy này là máy 3 3 chấm nha quý anh chị, máy 3.000. Xe này máy 4.3, máy cơ ăn no vác nặng, tải trọng là 1,7 tấn, bao đăng kiểm mới để lại cho quý anh chị là 160 triệu. Rồi còn riêng cái em này là 3,5 tấn, 3,49 tấn nha. Đời 2015, thùng dài là 5m2 lọt lòng, thùng 5 bựng mỡ hông, full inox luôn, thùng mũi bạc. Thì riêng xe này để lại cho quý anh chị là 280 triệu nha, 280 triệu. Rồi bây giờ đi chi tiết, em đi chi tiết ba chiếc này cho quý anh chị tiện. À quên, em nhầm giá nè. Xe này mà 200 280 là kể như bán bãi xe, kể như vợ nó đuổi em ra khỏi nhà luôn á. Em báo giá nhầm nha, xe này là 380 triệu nha quý anh chị. Sorry, em lộn lộn không, tháng 7 mà, thông cảm đi. Hoan hỷ hoan hỷ hoan hỷ. Rồi bây giờ quay lại đi cái chi tiết cái chiếc NMR đó. Này RRR đây, đây NMR đây nè quý anh chị. Đây là cái thương hiệu, cái hãng Isuzu này nó rất nhiều dòng nha. Tức là cái bản này rất nhiều phiên bản, nhưng mà cái bản này là gọi là cái bản full, bản tuyệt vời nhất. Đời 2014 quý anh chị. Thùng composite nguyên thùng hai lớp, sàn inox 304. Và xe này chỉ có một từ, chỉ có hai từ để miêu tả em nó là siêu đẹp. Đây, siêu đẹp là ở đâu? Đây, đi chi tiết cho quý anh chị xem ha. Tem zin này, nước sơn zin hết toàn bộ, chỉ có chày, chày còn nguyên zin, chưa có một vết dặm tút nào hết. Nước sơn zin cả con 100% luôn, tem zin còn nguyên zin nha. Tải trọng em này là 1,7 tấn, tổng trọng tải là 4,7 tấn này quý anh chị ha. Xác xe là 2,8 tấn ha. Còn cái nội thất, u chu cha, ai mà tưởng tượng được cái nội thất đời 2014. Cái này là trong đầu cabin nha, 3D. Cái này là làm thêm mình không nói rồi, nhưng mà để mà chất xe đây nè quý anh chị, chu cha chiếc xe nhìn chịu nổi không đó. Nhìn chiếc xe chăm chăm là quý anh chị, nếu mà ai đã từng sở hữu mấy cái dòng đầu đứng này, mà nếu mà ai chơi xe tải thôi, nói chung là sở hữu xe tải, nhưng mà xe này đúng chất chơi luôn, quá xuất sắc. Nói không phải khen, nhưng mà cái này là sự thật nha. Vừa khen mà vừa sự thật luôn. Đây nè, nội thất cái cabin nè, quá trời. Đây nè, quý anh chị thấy không? Cái tắp bi, tắp lô rồi ốp trong nè, phải nói là nét, nét, nẹt luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đây, dỡ lên cho quý anh chị xem. Ý, có tiền nữa nè, có tiền, có tiền. Tiền vào, đây nè. Làm sao mà có được chiếc 2014 mà nó đẹp như 2022 luôn quý anh chị. Tí xíu em dỡ ra cho quý anh chị xem, công nhận là quá xuất sắc. Đây, cũ số nè, cũ số người ta đi nè, thấy không? Nếu mà mấy anh chị mà hay coi kỹ mấy cái xe du lịch á, đây vô lăng, cũ số, đời 2014 mà xe tải người ta cỡ cỡ này đó đó, không thể tưởng tượng chiếc xe nó đẹp cỡ này. Đây, còn nếu mà zin, cái chất zin thì nước sơn zin nguyên một con rồi, thì 100% là keo chỉ còn nguyên zin. Rồi ốc tán còn nguyên nè,
7 màu. Còn màu sơn định vị của hãng còn nguyên zin. Còn kéo ra chẳng qua là kéo cái sơn trụ ra chơi thôi, để mà bổ sung thêm thôi, chứ thực ra là nước sơn zin thì 100% là không hề va chạm rung đụng rồi. Đó, xuất sắc. Rất ư là xuất sắc luôn. Một chiếc xe. Đó là em chưa tí xíu á, có một cái nữa là không thể ngờ tới, đó là cái cục máy. Tí xem dở cái cục máy ra quý anh chị xem. Không thể tưởng tượng được đời 2014 mà nó đẹp cỡ đó luôn. Tức là xe này quý anh chị thấy giờ không? Em vừa mới về xong ấy, lên cho nó máu, lên cho nó nóng luôn. Đó. Rất dơ. Chẳng qua là đi đường sình thôi. Nhưng mà riêng mà nhìn mình nhìn vô chất xe nè. Em ở đây là em rất thực tế, chuyên quay xe mộc thôi. Nhưng mà có người nói tại vì mày lười. Thì đúng, em cũng lười đó. Cái này chưa kịp rửa xe là lên luôn đó. Vỏ lốp, cặp vỏ lốp đầu là còn tầm 80% nha. Rồi, keo chỉ còn nguyên zin. Này còn nguyên zin hết. À, đây là mới ở bên lơ thôi ha. Còn giờ mình đi cái mặt trước nè, qua bên tài nè. Đây, cụm đèn là zin nè. Cái đèn này là zin của em nó luôn nè. Tem zin của hãng luôn ha. Cụm đèn này là zin hết nha. Đây, đèn zin đây. Đây, cản nè. Cái cản chưa một vết trầy nè. Tại nếu mà có va chạm tung đụng là cái cản này ăn vô đầu tiên đúng không? Chưa một vết trầy luôn. Chưa một vết tút, tát gì hết. Hai cụm đèn pha là zin đẹp. Đây, zin nguyên hết. Từ khe, chỉ. Đây, zin hết. Đây, quý anh chị thấy không? Nước sơn zin nguyên một con luôn. Tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin. Nói chung là xe này chỉ có hai từ: xuất sắc và xuất sắc. Không có gì để mà miêu tả nữa. Đây, đèn zin của em nó đây. Nước sơn zin luôn. Tem zin của hãng đây. Tem zin của hãng còn nguyên zin. Hết toàn bộ luôn. Tổng thành xe là cái xe này nhìn cha cha, quá trời đẹp. Cái xe này của anh chị tới xem đây là chỉ có chắc lưỡi hít hà thôi. Chiếc xe nó quá đẹp mà. Tí xíu dở cái cục máy lên là còn ghiền ác nữa. Đây, quá trời. Xe zin, quá trời zin. Tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin. Đến nỗi mà ngay chỗ này không có một cái lớp chày luôn. Lớp chày á. Đây. Đây, sơn định vị này, còn nguyên này, không ai đụng chạm vô. Và nhất là cái này là cái báo cửa nè quý anh chị, báo cửa vẫn còn nguyên nè, thấy không? Nè, nè, em bấm một cái nè, em bấm một cái là đèn ở trong nè. Tức là khi mình bấm vô là đóng cửa nè, mở cửa ra là đèn báo là sáng cabin ha. Đây, quý anh chị thấy không? Đó, đây là nguyên zin. Cái này zin của hãng luôn nha. Đây, bên này cũng cửa nẻo còn nguyên zin, chưa tháo ra từng ốc tán còn chi ly, chưa ai đụng vô một cái cà lê mỏ lết nào hết. Đây, keo chỉ nguyên zin, zin đét luôn. Nói chung là cái xe này quá đẹp cho nên em đi hơi lâu một tí xíu, đi hơi lâu một tí xíu để mà kỹ xe ha, soi kỹ. Đây, cái tập bi tập lô nhìn quá trời quá đất, quá đẹp. Rồi xong cái đầu cabin. Quá xuất sắc rồi. Bây giờ mình về cái thùng ha. Cái thùng là nhìn cái thùng này là quá chất lượng rồi. Đây, cái thùng composite. Nếu mà nói về dòng thùng kín thì chỉ có composite là VIP. Tại vì nó đi hai lớp. Rất giá trị luôn quý anh chị. Bọc nhôm, mấy cái thanh nhôm ở đầu ha. Cản inox. Saxi. Saxi còn mắc in da băng nè quý anh chị, thấy chưa? Cái dàn gầm dàn saxi ha. Đây. Wow, cái này là em chưa rửa nha. Rửa lên là nhìn được còn xuất sắc ác nữa. Rất đẹp luôn. Dàn vỏ lốp sau là đều còn tầm 6-70% nha. Đây, cái dè là bằng composite luôn nè quý anh chị. Đó, làm cho nên người ta làm là rất đẹp, rất xuất sắc luôn. Và riêng cái thùng thì nguyên tắc cái thùng mà thùng composite hai lớp này. Đây nè quý anh chị, phẳng lì. Thì cái sàn là sàn inox 304 rồi. 100% là sàn inox 304 rồi. Thùng dài lọt lòng là 4m4 nha quý anh chị. Xe này là thùng dài lọt lòng 4m4. Bề ngang thùng là 1m9 và chiều cao 1m9 luôn. Lọt lòng nha. Cái này là lọt lòng. Đây, cái dàn gầm cầu số saxi. Đây nè quý anh chị. Cái này là dơ nha. Cái này là em chưa rửa thôi. Nhưng mà quý anh chị thấy cái dàn gầm không? Đúng là chiếc xe nè. Em nói mà không sai mà chỉ có hai từ: xuất sắc. Chứ không dám nói gì hơn. Chứ bây giờ nó quá xuất sắc rồi, giờ không biết tả làm sao.
Đây nè, quý anh chị tưởng tượng đời 2014 á, em bao luôn cả nước Việt Nam mà tìm gọi là hàng hiếm luôn á, làm sao mà có được. Tem còn nguyên zin hết, còn dán tem nè, để nổi cái đầu trâu, cái đầu hộp số, cái hàng, cái dạng hộp số dưới nè, còn tem, mà cái tem tem giấy nha quý anh chị, mà vẫn còn nguyên zin cỡ này nè, quý anh chị thấy không? Đó, còn nó còn trắng, đây nè, trắng luôn, rất đẹp, giống như một cái máy mới. Cái lốc máy nè, cái lốc máy nè, à, cái này là cái lốc lạnh nè, của hãng zin theo xe. Ốc tán 7 màu còn sơn định vị hết toàn bộ. Đây nè, cái hông máy nè quý anh chị thấy không? Làm sao mà có được cái mặt cục máy cỡ này, đúng không? Đây, rồi đây cái phần turbo tăng áp nè. Chú cha, nguyên cái dàn gang nó còn mới tinh. Đó. Rồi em đi qua cái mặt máy ở bên kia cho quý anh chị xem nha. Đây, bởi vậy em nói là không thể tưởng tượng được cái xe. Quá xuất sắc. Đây, quý anh chị thấy không? Đây là cái mặt máy bên này nè. Làm sao mà nghĩ là có đời 2014 mà có được cái máy cỡ này. Đây là cái đầu trâu nè, hộp số nè, quý anh chị thấy không? Cái máy nè, đó, cận cảnh cho quý anh chị thấy. Mới tinh, cái máy không thể mới hơn. Thực ra cái máy này như ở trong hãng luôn, mới như trong hãng, không thể mới hơn được. Sơn định vị nè, còn nguyên nè, nó chỉ mờ theo năm tháng thôi. Chưa có đụng vô một ốc tán nè, ốc tán còn nguyên zin hết nè. Nè, còn nguyên zin, tức là chưa mở, cái vòng ngoài còn chưa mở, chứ đừng nói là trong máy nha. Thì chắc chắn là zin 100% nè, quý anh chị thấy không? Đây, cái máy nè, máy người ta cỡ này mà êm ru. Nói chung là còn ở phía dưới là cái két turbo tăng áp nè, vẫn còn cái tem, mà cái tem của đây, cái tem này đây nè quý anh chị, đây 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 cái tem này, đây cái tem mà tem bằng giấy vẫn còn nguyên zin mà. Rồi còn cái dàn gầm nè quý anh chị, dàn gầm cabin nè. Nói chung là em đi cái chiếc này nó hơi lâu một tí xíu, tại vì nó quá chất, tìm hết nước Việt Nam coi bộ cũng gọi là hàng hiếm đi, chứ em cũng không dám khẳng định là một chiếc đầu tiên, chiếc độc nhất vô nhị, nhưng mà gọi là hàng hiếm của nước Việt Nam đây. Quá xuất sắc. Đây, cái này á, cái này quý anh chị đừng có đóng nắp nhớt lại đi, tại vì cái xe này á, cái dòng loại, cái dòng xe này là dòng xe bơm nhớt ở trên nha. Nó là máy điện bơm nhớt nằm ở phía trên cho nên nó bơm lên. Còn cái này, cái dòng này mà nhớt mà nó không thổi lên ở trên này là có vấn đề luôn nha. Chứ quý anh chị, cái này á, là mình đừng có lầm là cái này cứ máy điện, mấy cái dòng NMR này là bơm nhớt mặt trên, thì cái khi mở nắp nhớt ra thì nó đã phúng lên trên rồi, cho nên chứ không phải là quý anh chị thấy nhớt bay lên là cứ đổ thừa cho em nó là đổ hơi, là không có. Còn cái cỡ cái máy này thì làm sao mà đổ hơi được, đúng không? Cái đó là em cam kết, không tin cứ điện vô hãng hỏi hãng thoải mái nha. Còn riêng cái máy này thì em bao cam kết cho quý anh chị. Đây nè, quý anh chị thấy không, cái tay của em nè, vừa mở nắp nhớt ra nè, nó văng lên cỡ này. Nhưng mà tùy theo xe nha, riêng mấy cái dòng hàng nhập mà ga điện này, máy điện này là bơm nhớt nằm trên, tức là em phải khẳng định cho quý anh chị xem. Rồi, một chiếc xe xuất sắc cỡ này quý anh chị, thì nói chung là ai mà tới xem cái xe này thì không bao giờ không đi không nổi đâu. 298 triệu cho quý anh chị nào sở hữu cái em này nha. 298 triệu. Tức là tải trọng tấn 7, thùng dài 4m4, lọt lòng, có cửa mở hông, thùng composite, sàn inox, xe nước sơn zin 100%, máy lạnh là không dám nói teo. Còn quan trọng nhất, đây, xét đăng kiểm là tới tháng 1 năm 2025 sẽ đăng kiểm, còn rất dài và rất xa. Rồi, tiếp tục cái cũng Isuzu hàng nhập luôn. Hàng nhập thì nó mới có máy 4.300 quý anh chị. Xe này hàng nhập nó mới có máy 4.300 nha. Thì đây là thùng mui bạc đời đầu, là đời 2007 nha. Thùng dài lọt lòng là cũng 4m4 luôn. Bề ngang lọt lòng thùng là 1m8, chiều cao thùng lọt lòng là 2m. Đây, máy 4.300 nha. Máy này là máy lớn, máy cơ nha. Cái dòng này là máy cơ. Thì xe này thì không có máy lạnh. Nói chung là nội thất thì nó cũng đều đời 2007 mà. Như vậy là đều đẹp rồi quý anh chị. Còn máy móc cầu số là miễn bàn. Còn cái chất xe thì cũng phải kéo ra. Cái này nói chung là em sơn lại nguyên cái đầu cabin rồi. Đây,
chiếc xe là zin nha. Đây này quý anh chị, đây thấy không. Nói chung mấy cái này thì mình cũng không quan trọng zin hay va chạm, nó cũng có va chạm đó, nhưng mà va chạm nhẹ hay nặng thôi ha. Nhưng mà chất zin nó còn rất nhiều luôn ha. Rồi keo chỉ nè. Ồ, cái này ở phía dưới là có va chạm rồi quý anh chị. Ở phía dưới này nè, cánh cửa này là có giống như dạng mở cửa ra hay là va chạm cánh cửa hay là làm đồng ấy. Cái này là có rồi đây nè. Cái này là người ta chạy keo lại thôi chứ không phải là bên em chạy keo. Tức là người ta chạy keo dỗm lại thôi. Đây. Còn cái này là keo xịn nè, keo xịn ở phía trên này nè. Keo xịn là phía trên, ở dưới này là chạy keo dỗm lại. Thấy không? Em có cái nào thực tế cái đó. Cho nên xe này em bán chỉ có 160 triệu thôi. Máy móc cầu số là chuẩn. Đây, còn những cái tem của hãng ha. Đó. Rồi, đây là phần cabin ở phía bên tài ha. Vỏ lốp em này, cặp lốp đầu là còn tầm 90%. Mình đi qua bên lơ nữa đi. Tải trọng em này là 1,7 tấn. Tổng trọng tải là cũng 4,7 tấn. Thùng dài 4,4 m. Có cửa mở hông này quý anh chị. Xe này không có bựng mở. Đây, keo chỉ thì còn nguyên zin nè. Là phía trên thôi, còn phía dưới nè. Phía dưới nói chung là nó cũng có... nó cũng y khuôn giống cái cánh cửa kia, có khả năng là người ta đã không, cái loại này là zin, cái này dấu bấm này là zin nè. Rồi coi cái phần xương trụ ha, để lôi cái phần xương trụ ra thử coi có zin tới cỡ nào không. Đây, xương trụ là zin nha quý anh chị. Đây đây, vậy là xe này là vẫn còn zin, không va chạm tung đụng, có chăng nữa thì cũng nhẹ. Tại vì tính ra là em nó cũng gần 20 năm rồi quý anh chị. Thực ra là nếu mà đời 2007 thì sử dụng hết năm nay, còn 8 năm nữa sử dụng ha. Cái này nói chung là em làm lại đẹp hết trơn rồi. Làm lại đẹp hết trơn rồi. Nội thất thì đây. Rồi, vỏ lốp cặp lốp đầu là tầm 90%. Bây giờ mình về cái thùng với vàng gầm, vàng sắc si ha. Cái thùng là thùng có bựng, có cửa mở hông thôi, chứ không có bựng mở hông nha. Thùng mui bạc. Đây, cứ mắc in da băng là khoái rồi đúng không? Cái riêng cái cây sexy mà mắc in da băng là thích rồi. Đây là em nó đây. Cái dàn lốp sau nè, nói chung là lốp sau nó cũng đều có cái đẹp cái xấu nha. Thì cái này thì có sao em bán vậy. Nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu thì lược ra, em lược ra một cái em thay cho quý anh chị luôn. Cái sàn ở dưới là đà gỗ, đà sắt, sàn gỗ lót một lớp ở trên nữa quý anh chị. Tí xíu mình sẽ đi chi tiết. Cái dàn gầm sexy là rất đẹp rồi. Đây, cái sàn gỗ luôn quý anh chị, chứ không phải nó đi một sàn thôi, sàn gỗ thôi. Cái này là đi một sàn gỗ chứ không có lớp sắt ở trên nha. Đi mà cái lớp gỗ này thì đúng là gỗ chắc chắn phẳng lì luôn, không sợ mục, không sợ sét. Mà cái gỗ này là dạng gỗ tốt nha quý anh chị, gỗ tốt. Tại vì đi vô một cái lớp gỗ này là nó mắc hơn cái dàn sắt nhiều. Đây. Đây là lòng thùng nha. Rồi, mình đi nổ máy đi. Mình nổ máy, mình test cái cục máy đi. Đây nè, cái dạng dàn cầu nè, dàn gầm nè. Cái lỏng cockpit. Lỏng cockpit ra, giữ cái cockpit lại đi. Đây, cái sexy nè quý anh chị. Nhìn cái sexy rất đẹp luôn. Đây, tiếc gì không chui gầm hả? Chui gầm để soi cái gì lòng sexy nè. Rồi quý anh chị ha. Rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình về cái cục máy ha. Về cái cục máy để mình test cái cục máy. Máy này là máy cơ nè, máy lớn nè. Máy cơ, máy lớn. Xe này thì không có máy lạnh nha quý anh chị. Cái này cái lốc lạnh nó hư rồi. Cho nên cái này là mình tháo ra bỏ đi. Nó hư rồi. Nói chung là xe này thì nó không có máy lạnh. Máy cơ thì cái này mình để mở ra thoải mái. Còn máy điện thì cái bơm nhớt nó nằm trên, máy cơ bơm nhớt nằm dưới, cho nên thoải mái, nó không hề bay lên một tí xíu nhớt nào lên hết nha. Rồi, thoải mái luôn đi. Còn kinh nghiệm là cái máy điện là không có nên gỡ ra. Đó, cái máy là khô rang luôn nè quý anh chị, máy lớn nè, ăn no vác nặng nè. Đây, hàng nhập có khác, nhìn rất hoành tráng. Cái xe này là không có turbo nha. Tại vì máy em nói là máy đã 4.300 rồi. Máy 4.300 cho nên xe này không có turbo tăng áp.
Đây em soi cái mặt máy bên này cho quý anh chị xem, để từ từ soi cái mặt máy bên này luôn, rất khô rang luôn, nghe cái tiếng máy không là ghiền rồi. Rồi quý anh chị nào có nhu cầu bao xét đăng kiểm mới, để lại cho quý anh chị là 160 triệu nha, 160 triệu thùng mui bạc. Rồi tiếp đây là cái Isuzu NMR luôn đây nè. 3 tấn 45, xe này 3 tấn 45 nha. Thùng là vách inox, sàn inox 304. Thùng dài lọt lòng là 5m22 nha. Chiều ngang thùng lọt lòng là 2m05, chiều cao thùng là 2m luôn. Đây, nước sơn zin còn nguyên si. Đây nè, tem zin của hãng nè. Đây nè, nước sơn zin còn nguyên. Xe này là xe zin không hề va chạm tung đụng nha quý anh chị. Đây, cái này là ngay chỗ cái mặt này là em có tút lại, có sơn lại ngay là phía trên này thôi nha. Còn phía trên dưới này là còn nguyên si, không hề sơn luôn. Cái nước sơn là còn zin, còn phía trên này là em có sơn lại rồi. Nhưng mà xe zin không hề va chạm tung đụng. Cụm đèn zin của em nó đây nè quý anh chị. Bây giờ đây nè, nước sơn zin nè, tem zin nè, tem zin của hãng vẫn còn nguyên zin. Keo chỉ nè, tại vì mình nói là mình phải soi keo chỉ, nếu mà xe zin là phải soi keo chỉ nè, rồi xương trụ nè, đúng không? Xe này đời 2015 nha quý anh chị. Cái xe này, cái này là người ta có dán cái ron hơi rồi. Nhưng mà cam kết với quý anh chị, đây, nếu mà quý anh chị kỹ thì cứ lột ra, kéo ra mà coi ha, là zin hết. Zin hết, không hề va chạm tung đụng. Đó là cái mép cửa nha. Tại vì nếu mà mở cửa ra hay bị tung đụng gì á, bị mép cửa nè. Và đầu tiên ăn vô cái xương trụ. Đây, chưa hề có cái dấu mà mở ra luôn, chứ làm sao mà có nói cái chuyện mà va chạm tung đụng, đúng không? Đây nè quý anh chị thấy không? Đây, chưa hề có dấu mở luôn. Giờ mình cứ tự tin mình kéo cái xương trụ ra từ trên xuống dưới. Đây nè quý anh chị, cái xương trụ của anh ta đây, chắc chắn là nguyên zin đúng không? Cái dấu bấm này là dấu bấm hàng của hãng mà. Đây nè, đây, đây, mấy cái dấu bấm hàng của hãng. Còn nguyên zin hết toàn bộ nè quý anh chị. Còn nguyên zin hết. Rồi cái em này, được cái vô lăng màu đỏ đỏ cũng ngon á. Nội thất em này rất đẹp luôn. Nói chung là xe này là cũng đẹp á. Đây. Rồi, đi đây là tắp bi nè. Cái dòng Isuzu này á, để một thời gian là cái tắp bi này nó sẽ bị bạc màu. Hầu như 10 chiếc đều bị như vậy nha. Đây, nếu mà quý anh chị thích tiệc màu thì cùng màu thì em sẽ cho sơn cái tắp bi. Mà khi nào chốt thì em sẽ cho sơn nha. Rồi cái vỏ lốp thì nó còn đều tầm 60% đều hết quý anh chị. Rồi mình đi qua cái mặt ở bên kia ha, thử coi có va chạm tung đụng hay không. Xét đăng kiểm em này là tới 24 tháng 9. Nói chung là còn một tháng nữa, tầm một tháng nữa. Còn định vị phù hiệu thì còn rất dài luôn nè, mùng 3 tháng 3 năm 2025. Xe này biển số ở miền Tây. Quý anh chị có nhu cầu ủy quyền cũng được, mà rút hồ sơ cũng được, đều em đáp ứng nhu cầu cho quý anh chị nha. Rồi ở bên lơ, cái này là nước sơn zin ở phía ngoài hồi nãy em đã giới thiệu rồi. Còn đây, còn nguyên zin nè quý anh chị, thấy không? Đây nè, cái này em banh ra cho quý anh chị xem luôn. Đây, cái này là cái ron hơi mà bây giờ mình dán vô lại. Nói chung là cửa nẻo còn nguyên zin hết. Đây, zin hay không là nhìn ở đây là biết, đúng không? Đây nè quý anh chị, chưa có một cái dấu cà lê mỏ lết gì mà bỏ vô ha, để mà mở ra ha. Rồi xương trụ nè, chà quá đẹp luôn. Xe zin hết. Isuzu 3 tấn rưỡi, đời 2015. Máy lặn lẽo đầy đủ luôn. Thùng full inox 3 tấn rưỡi, hạ tải còn. Cái này nó gọi chung là nó đúng ra là 3 tấn 9 đó. Hạ tải 3 tấn 45 nè, bằng B2 quý anh chị đi thoải mái nha. Thùng dài lọt lòng là 5m22. 5 bửng mở hông, thùng inox full inox luôn. Full inox hết nè quý anh chị. Đây, nhìn cái thùng là thấy ghiền rồi đúng không? Đây, cái sexy, cây sexy nhìn rất đẹp. Dàn gầm rất đẹp luôn. Sexy gầm bọng bệ rất đẹp luôn nè quý anh chị. Dàn vỏ lốp là đều tầm 60%. Thùng sàn inox, inox dập sóng nha. Sàn inox hai lớp, bựng hai lớp inox luôn.
Sexy rất đẹp quý anh chị. Rồi mình chui gầm đi, chiếc nào cũng chui gầm thì chiếc này cũng phải chui gầm cho bà con xem nè. Đây, mấy cây sexy nè. Hai cây sexy nè, thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn nha. Sexy rất đẹp luôn nè quý anh chị. Rồi bây giờ mình lên mình test cái máy ha. Thì cái này cũng giống như cái máy, mấy cái máy điện thì mình không nên mở nắp nhớt ra. Mở nắp nhớt ra là nó full, full khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái chất máy nè, đây, thì cái cục máy mà so với cái cục máy kia thì không bằng đâu, nhưng mà so với những xe khác thì chắc chắn là cái cục máy này rất vip luôn quý anh chị. Nhìn là mình biết rất đẹp luôn. Cục máy rất khô ráo mà rất đẹp. Dàn gầm nè quý anh chị. Đây, mở nhớt lên cái này, nói chung là cái dòng máy điện là máy trên mà. Là nó mở ra nó sẽ bị búng nhớt lên trên. Cho nên mình không nên nha. Đây, cái cục máy nè. Bây giờ đi qua anh kia bắt đầu mình test test máy ha. Rồi test máy đi. Đây turbo tăng áp nè quý anh chị. Cái này là nó không có dây ga đâu, không có cái dây ga tại vì nó là máy điện mà. Wow, cái máy nghe lực ghê luôn. Rồi, quý anh chị nào mà có nhu cầu, em này thì để cho quý anh chị là 380 triệu nha. 380 triệu Isuzu 3,5 tấn đời 2015. 380 triệu. Thùng dài là 5m22 lọt lọc. Rồi, quý anh chị nào mà có nhu cầu một trong ba xe này thì xin gọi cho em cái số hotline 0977317268 hoặc là cái số kết nối Zalo với em. Cái số 0933780102. Bên em còn rất nhiều xe. Quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký kênh để mà theo dõi những cái clip tiếp theo. Những em bên em còn một nông trường xe luôn. Hoặc là em mời tới cái địa chỉ bãi xe của em là 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tha hồ mà lựa chọn xe. Đó là phía trên thôi, còn mặt dưới nè, ở phía dưới nè, một nông trường xe thượng vàng hạ cám đầy đủ luôn quý anh chị. Quá trời xe luôn. Nói chung là xe khởi nghiệp mấy chục triệu cũng có quý anh chị. Đây nè, quý anh chị thấy xe nhiều khủng khiếp không? Đó, em luôn luôn thường trực ở bên em. Cái bãi xe bên em là luôn luôn thường trực, lúc nào cũng tầm 6-70 chiếc, 80 chiếc cho quý anh chị nào lựa chọn, rất nhiều xe. Rồi, gần lễ rồi, chúc quý anh chị về vui vẻ với gia đình. Nhớ dành những cái thời gian mà đi tham khảo xe thì ghé bãi xe ô tô Bùi Hiếu Đồng Nai. Ô tô Bùi Hiếu sẽ mời một ly nước rồi để mà trải nghiệm xe nha. Em Bùi Hiếu xin chào.